coi em bắt ra con gà cho con lươn này nó quấn rồi nó ăn, ăn xong rồi nó múa bạn xem coi chơi. Anh chị có xe đậu xuôi xuôi cái đầu xe lại ngay ngay rồi vô trong cái dù cho nó mát cho bà con ta đậu xuôi xem đó. Bây giờ bắt đầu coi em bắt ra con gà cho con lươn này nó ăn, nó múa bạn xem coi chơi nè, bắt đầu. Anh chị khán giả chú ý kỹ nha, đừng chớp mắt nha, chớp mắt là em ăn gian. Đây là cái đường nhựa nè, thiên biến dạng hóa, thiên linh linh địa linh linh, đáo sứ sư phụ hữu thiên đình. Nghe lời tôi xuất hiện ra đây vài con gà cho bà con xem chơi. Anh chị đừng có cho rằng em có bùa hay là có phép nha, vì đây là một cái nghệ thuật, nó có cái bề trái. Em muốn có con gà là em phải giấu sẵn con gà. Nhưng mà coi em giấu ở chỗ nào. Đây nè, mời bà vào kỹ. Mất. Đứng xa anh chị không thấy, lỗ gánh chịu nha. Đây nè. Bây giờ ta mượn đây là một cái chén không. Em đặt nó xuống đây. Rồi bây giờ anh chị coi em mượn một cái tờ giấy. Em xé ra, em dò tròn tròn lại, em bỏ vô trong cái chén đó. Em kêu cục giấy ơi, nghe lời tôi thay hình đổi dạng, trở về đây thành trứng ngọt gà. Và nó nghe lời em, nó trở về đây thành trứng ngọt gà. Sau khi thành trứng ngọt gà rồi, em cho nó nở ra con gà. Em thả con lươn này ra cho nó quấn là nó ăn, nó múa, bạn xem coi chơi ăn. Đây nè, mời bạn dòng nghỉ nha. Em dò cục giấy lại, một cục, bỏ vô. Một cục và một trứng. Các chị chú ý kỹ nha. Rồi bây giờ dò thêm một cục nữa, là cục thứ hai, hai cục và hai trứng. Rồi bây giờ dò thêm một cục nữa, là cục thứ ba, ba cục và ba trứng. Anh chị chú ý kỹ nha. Em cho ba cục giấy này nó thành ba trứng ngọt gà. Rồi em cho nó nở ra đây ba con gà. Em thả con lươn này ra cho nó quấn là nó ăn, nó múa, bạn xem coi mới hấp dẫn nha. Đây nè, mời bạn dành kỹ đừng chớp mắt nha. Chớp mắt là em ăn gian. Em đậy cái chén lại, em đứng ở đằng xa, em đọc ba câu thần chú, em hú bốn câu và thần thiến. Sấm ba la xì, xí ba la sầm, sầm su xì xeo, bánh bèo bún nước lèo. Và đọc thần thiến đó nha, chứ không phải thần chú đâu. Người ta có bùa, người ta đọc bùa lỗ ban, còn em không có bùa, em đọc đại, đọc bùa lỗ nghe. Bây giờ tôi kêu ba cục giấy ơi, nghe lời tôi trở về đây thành ba trứng ngọt gà, trả vô. Anh chị đó thôi tao biết rồi. Anh thấy em mày diễn ở đây 30 ngày rồi, đúng một tháng rồi. Anh nghi ngờ em mày đậy cái chén rồi vậy nè. Chắc em mày bỏ hột gà vô trong đó rồi chứ gì, phải không? Rồi đậy lại vậy sao thấy? Dạ cũng đúng. Đó nè, để em trình bày cho chị kiểm tra giùm em ở trong cái chén luôn. Rồi bắt đầu coi em diễn anh chị xem nè. Đây, trước hết nha, anh chị mà cho em xin được phép và em săn cái tay áo lên, để nhiều khi anh chị mình nghi ngờ học gà ở trong tay áo em truyền vô. Dạ không có. Bên đây cũng vậy nha, và hoàn toàn của không có học gà. Mà nếu có học gà ở bên trong, em cầm cái chén em lắc, hột gà nó va chạm với nhau, nó bể hết và chưa có hột gà. Bây giờ các em đặt nó xuống đây, em đếm 1, 2 và 3. Suitable, long legal. Nghe lời tôi chạy vô một cái ấp. Rồi, báo cáo cô bác anh chị có hột gà rồi đó. Anh chị hỏi thiệt không em? Dạ thiệt. Bây giờ anh dở cái chén ra ha. Có 3 trứng hột gà được. Anh chị mình tán thưởng cho em một chàng vỗ tay vui vẻ nha. Cho em nở cái lỗ mũi lên ha. Rồi coi em cho nó nở ra ba con gà. Em thả con nưa này ra nè, cho nó quấn là nó ăn, nó múa, bạn xem coi chơi mới hấp dẫn nha. Đây nè, hót gà.
tôi chạy vô một cái coi. Vỗ tay sương sương lên coi bán gì dạ, học gà ta đàng hoàng, đúng không? Chưa hay đâu. Bây giờ con đậy nó lại nè. Em cho nó nở ra ba con gà, em thả nó kêu chút chút vòng quanh cái sân này coi mày. Rồi coi em thả con ngơ này ra nè, cho nó quấn con gà này lại, nó ăn, nó múa, bạn xem coi mới hấp dẫn nha. Nở ra con gà cái coi. Dạ con gà con nha, chứ không phải con gà bự nha. Rồi coi em thả con ngơ này ra nè, cho nó quấn là nó ăn, nó múa, bạn xem coi chơi. Bây giờ em không để cái chén ở đây. Em để nó ra giữa sân luôn, cho anh chị khán giả đều thấy. Coi ba con gà này em giấu ở chỗ nào nha, em chiền vô hồi nào. Đây nè, mời anh chị khán giả chú ý kỹ đôi tay của em nha. Bắt đầu. Xem coi ba con gà này em giấu ở chỗ nào. Em chiền nó vô hồi nào. Cho con nưa này nó quấn là nó ăn, nó múa, bạn xem coi chơi. Nhưng mà anh chị đừng có cho rằng em có bùa hay là có phép nha. Vì đây là một cái nghệ thuật, nó có cái bề trái. Giờ sau em diễn xong rồi, em lật cái bề trái, em gửi tặng anh chị khán giả làm chơi. Em không ích kỷ, em không giấu nghề ha. Đây, bây giờ bắt đầu. Nhưng mà nếu như anh chị muốn biết được mặt trái của nghệ thuật em giấu ở chỗ nào thì đây, bây giờ em mời anh chị dò kỹ đôi tay của em diễn nè. Nói về nghệ thuật, ảo thuật là từ không em làm cho có, mà từ có em làm cho biến mất được trên lòng bàn tay. Cũng như đây, đây là cái đường nhựa nè, anh chị chú ý kỹ nè, đứng xa không thấy, lỗ gắn chịu nha. Đây nè, coi em áp dụng qua một cái trung gian nghệ thuật. Em mượn đây là một cái chén không. Em đặt nó xuống đây nha, anh chị dòm kỹ nha. Đây nè, em đặt nó xuống đây. Đây là cái chén không nha. Bây giờ anh chị coi em đổ xuống đây một miếng nước. Em tượng trưng đây là một cái hồ, đây là một cái đìa. Tôi kêu binh tôm tướng cá, nghe lời tôi tập trung xuất hiện vô trong cái chén. Chảy vô. Có cá rồi, anh chị coi em lấy cây cần câu em thả xuống đây em câu lên. Dính con cá được, anh chị vỗ tay chơi cho vui nha. Em thọc tay xuống đây, em nắm đầu con rắn hổ, em lôi ra. Em nói chắc anh chị khán giả đâu có tin, đúng không? Nói liền, diễn liền, con có tin ha.
Rồi coi em trang bị ra một con dao phay. Em chặt cái đầu một người ở trong đò. Em bưng cái đầu ra tấm thảm. Em để cái đầu ra cách xa mình một thước tay. Mà miệng biết ca. Cái mình cách xa cái đầu một thước tay. Mà tay chân biết cử động, tay biết chia bài. Bạn xem coi chơi. Máu cũng chảy ra bên ngoài, nhưng mà không phải máu người, là bằng siro. Đó là một bộ môn mai lai thịt mà em đem từ trên sân khấu đem xuống sân đất để cống hiến anh chị xem chơi trong những cái giờ lao động mệt nhọc buổi sáng hôm nay. Thôi bây giờ nói lâu quá mất sự cảm tình ha, nói liền diễn liền, anh chị xem, khán giả xem mới phải nha. Đây bây giờ mở nhạc lên diễn bằng dòng biển nha. Coi em câu con cá, bắt con rắn hổ, bắt con gà ra, chặt cái đầu người đáp lời, rồi tiễn chân anh chị khán giả ra về. Em không bán vé nha, em không xin tiền, nhưng mà biểu diễn cái nào hay anh chị vỗ tay em cảm ơn là đủ rồi. Đây nè, mời bạn giờ kỹ đôi tay của em nè, coi con rắn hổ này em giấu ở chỗ nào, con cá đây em truyền vô hồi nào nha. Đây mời bạn giờ kỹ đôi tay của em nha, đứng xa không thấy, lộ gắng chịu nha. Bắt đầu. Anh chị chú ý hướng mắt vào bên trong, coi em câu con cá lên, em bắt con rắn hổ, em bắt con gà ra, em chặt cái đầu người ra lại, rồi tiễn chân anh chị khán giả ra về. Đây nè, một lần nữa, em không bán vé, em không xin tiền, nhưng mà em biểu diễn cái nào hay anh chị vỗ tay em cảm ơn là đủ rồi. Đây nè,
Mời anh chị chú ý vô trong cái chén nước này nha. Bắt đầu. Anh chị hỏi em đổ nước bùa hả? Dạ không phải. Nước suối em uống đó. Em đổ xuống đây là để cho nó tăng thêm phần hấp dẫn của nghệ thuật, chứ hoàn toàn không có bùa phép gì đâu chị. Người xưa ông bà mình thường hay nói chỗ nào có nước là chỗ đó có cá, có rắn. Đây, bây giờ coi anh câu con cá lên nha. Móc. Đây là nhợ dây cần câu của em, không lưỡi, không mồi. Người ta câu dưới suối, dưới sông, dưới ao, dưới hồ. Em câu nghệ thuật, em câu ở trên bờ cũng dính được con cá. Còn đây là con dâu quay của em nè, bén quá không bén, mà lục quá không lục. Em đi diễn khắp nơi trên đất nước Việt Nam rồi. Em chặt mấy ngàn cái đầu rồi. Chặt xong rồi gáp lại bình thường. Bữa nào mà nó xui dữ lắm mới gáp không được. Nó chơi cho nó vui thôi, chứ gáp không được em trốn luôn à. Còn đây là cái ống trúng của em nè. Bên đây nhìn chỗ qua bên kia, anh chị thấy chưa có con rắn hổ nào hết. Đây nè, người ta đặt ở dưới ruộng, em đem đặt ở trên bờ. Nhưng mà anh chị xem coi em đặt chính ra đây một con rắn hổ thật sự. Nắm đầu lôi ra, anh chị vỗ tay chơi cho vui ha. Đây, nói liền, em làm liền, anh chị xem coi có phải nha. Đây nè, mời bạn vào kỹ nè. Đây là cái ống chấm không nè. Anh chị chú ý kỹ nha, em đặt nó xuống đây. Thiên biến, dạng quá. Thiên linh linh, địa linh linh. Đáo sứ sư phụ, hữu tiên đẹp. Đây là cái khăn hoàng màu đỏ. Nghe lời tôi đổi màu. Nó trở về đây thành màu đen. Trước mặt anh chị, nó quá biến ra đây thành một con rắn hổ thật sự. Nắm đầu lo ra, anh chị vỗ tay chơi cho vui nha. Bắt đầu. Nói liền làm liền nha. Đây nè, mời bạn vào kỹ đừng chớp mắt nha. Chớp mắt là em ăn gian, đây là cái khăn hoàng màu đỏ. Nếu em nói được, em làm được, anh chị đứng đây đông xem và con vỗ tay là đủ rồi. Còn em nói mà không có con rắn hổ là em nói dốc. Anh chị đứng đây đông, mỗi người anh chị nhổ đại miếng nước bọt vô mặt của em cho bọt rằng nó dốc. Nói dốc anh chị được bữa nay, ngày mai là đi diễn, không ai thèm coi. Đừng nói chi mà đúng một tháng ở đây, 30 ngày ở đây rồi, đúng không anh chị? Đây nè, mời bạn dọn kỹ nha, coi em đứng ở đằng xa. Nhưng mà có nhiều anh chị đứng bên ngoài có cái sự hiểu lầm. Không biết là thấy em diễn ở đây 30 ngày rồi, một tháng rồi, liên tục, nhưng mà để làm gì? Tập trung bà con lợi đông để bán vé chứ gì, hay là xin tiền phải không? Dạ không có. Em xin nhắc một điều, em không bán vé, em không xin tiền gì hết. Đây, em đổ con rắn hổ đầy da xong rồi, vì chén cơm, manh áo và cuộc sống, anh chị cho phép em được thu mua ngược giá vào bên trong, chỉ có vậy thôi à. Nếu anh chị nào ở nhà gần có, anh chị đem ra đây bán. Còn nhà anh chị ở xa, em diễn xong em gửi cái địa chỉ, anh chị điện thoại cho em tới đó em mua. Ai mà có con lớn đó nha, năm nay em mua giá 800 nè, 1 triệu, 1 triệu rưỡi, 2 triệu, 3 triệu đến 5 triệu đồng một con. Ai có con nhỏ, em mua 4-500 ngàn, 7-800 ngàn, và tùy theo con. À, bà con hỏi mua cái con gì hả? Đây nè, cái con này nè anh chị. Chúng tôi đi đến nơi nào cũng không ngoài mục đích siêu tầm và thu mua. Em mua cho anh chị giá và 5 triệu đồng một con. Đây, con trăng em cũng mua nha, con rắn em cũng mua, nhưng mà tùy theo giá và tùy theo con. Nhưng mà mua cái con nuôi này về để làm gì thì thôi, bây giờ để em đổ rắn hổ ra trước nha. Rồi em gửi cho anh chị cái địa chỉ nha. Đây nè. Mời bạn dần kỹ nè. Buổi sáng hôm nay là ngày đầu tiên bà con đứng đây xem em biểu diễn không? Trước hết nha, để cho em đáp lại cái chân tình mà bà con anh chị đứng đây xem em biểu diễn. Đây nè, cái món quà này em không có nhiều, từ ở Sài Gòn em chở nó lên đây. Sáng hôm nay ở tại chỗ này 30 người thôi. Em tặng cho anh chị món quà xài kỷ niệm chơi từ cái con này, để anh chị biết được cái quý của nó, mua về để làm gì. Nhưng mà đặc biệt anh chị ơi, em không có nhận tiền anh chị. Anh chị xem khỏi mất tiền. Em cho anh chị 30 người, nhưng mà xài hay rồi mai mốt quảng cáo người khác mua, em cảm ơn. Anh chị mà nói cho gì vậy? Đây nè, em gửi tặng cho anh chị mỗi người và được một miếng da của cái con nưa này nè, xài thử chơi. Đây là cái da của nó đây. Mỗi một tháng nó lột da ra một lần. Anh chị không biết đem dùng bỏ uổng, nhưng mà biết rồi anh chị để dầm ở trong nhà nha, như ông thầy thuốc ở trong nhà. Nhưng mà điều em không có cắt miếng da này em cho anh chị đâu. Em đốt tán nhuyễn tần gối, sấy thành bột rồi. 30 người thôi. Đây nè,
em cho bà con ngửi gói xài thử chơi. Nhưng mà em cho anh chị nào đứng đây nè, ai bị đau cái răng đâu, bỏ ăn, nhức răng, bỏ ngủ, giơ tay lên. Em cho gói. Cảm ơn bác, cảm ơn. Qua chứng bệnh thứ hai, ai đứng đây bị viêm xoang mũi đâu, nhức đầu thường xuyên, mạnh dạn giơ tay. Em cho. Cảm ơn, cảm ơn. Nhưng mà, cảm ơn bác. Nhưng mà xài hay giờ mai ra mua nha anh chị. Một gói 10.000, ba gói 20.000. Rồi, ai giơ tay trước, giơ trước. Ai giơ tay sau không có, đừng buồn em ha. Chia điều, ổn xong ta giơ tay trước nè. Rồi, đau, không có bán ở đây. Đau găng, viêm son, xài cho em kết quả. Gửi đi rồi tôi dặn cách dùng cho. Đau găng, viêm son, xài cho em kết quả. Gửi cho đi rồi tôi dặn cách dùng cho. Bên đây đó nè, chia điều qua hai bên. Gửi cho bà con người đó, xài thử trên. Cái da của nó bà con đây nè, em dặn cách dùng nè, ai đang đau răng đâu, lấy cái tăm cửi sạch tiếng ăn đi, giúp chút xíu một này nè, nhét vô 3 phút hết đau răng. Đâu em anh chị làm thử đi, em còn đứng đây lâu, mới có 30 ngày chứ nhiêu, 3 phút mà hết đau răng. Em nói mà không đúng là em nói bằng nhỏ nước bọt cho mặt của em. Em cho anh em cái điều đảm bảo. Còn ai đang nhức đầu đang bị viêm son đâu, lấy cái ly bỏ nửa cái bọt này vô, bỏ nửa ly nước sôi nha, nó bốc hơi lên, mình hít cái hơi của nó vô, anh chị thấy nó hạ nhức đầu, nó giảm viêm son. May ra mua gói 10.000, ba gói 20.000. Thôi, bây giờ con đổ rắn hổ ra, bạn xem coi chơi nè. Mất. Đừng chớp mắt nha. Chớp mắt là em ăn gian đó. Đây nè. Bạn dòm kỹ nha. Đây là cái răng hoàng màu đỏ. Coi em bắt con rắn hổ này ra xong, để tiễn trinh bà con ra về. Ai mà có nhận cái mặt hàng thứ nhất từ cái con này rồi, mà chưa có mặt hàng thứ hai đâu, sẵn đây em gửi luôn cho chị qua cái mặt hàng thứ hai đều, cũng từ cái con này. Nhưng mà điều quảng cáo họ có nhiều nha. Hồi nãy em cho bà con 30 người, cái mặt hàng thứ hai này chỉ còn được có 15 người nữa đúng không? Bởi vì sao? Cái mặt hàng thứ hai này nó quý gấp ngàn lần cái da của nó. Ai tranh thủ giơ tay lên trước. Dạ cảm ơn, cảm ơn. Cái này chính em gửi cho chị mình nè. Mỗi người và được khúc xương của nó. Không phải em gửi cái khúc xương chăn này về bạn hầm xả nấu cháo nhậu đâu nha, mà khúc xương chăn này được bào chế thành cái miếng cao rồi, gọi là cao xương chăn là nó đây. Em cho bà con 15 người, anh soạn cho tôi 15 miếng đi. Nhưng mà em cho chị nào đứng đây, ai có bệnh này giơ tay, còn không có nhường lại cho người khác. Nhưng mà dưới 15 tuổi em không có cho. Em nói trước nghe, đây nè, ai có bệnh này nè, anh chị nào cầm chiếc xe chạy một hồi buông ra bị tê tay đâu, ai bị tê tay tê chân mạnh dạn giơ tay lên. Em cho miếng. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Anh chị nào bị tê thốn một bên nè, gọi là đau thần kinh bọ, đau khớp xương, xài cho em đó. Anh chị nào ngồi xuống một hồi đứng dậy đau cực cái lưng nè, đau lưng chịu không nổi đi chụp phim, chụp MRI thấy gai cột sống, thối quá cột sống, tốt bị đại điểm cột sống, mà giãn dây chằng cột sống, uống miếng cao này làm mang cái máu phong ở trong người đâu. Thứ nhất nãy giờ phong thấp là đổ mồ hôi tay ướt nhẹp vậy nè, phong tê là đổ mồ hôi chân nè, phong bại, phong phù, phong tủng, phong ngứa, nổi mề đai, xài cho em miếng cao này hết phong. Thôi, bây giờ cho em gửi tặng ra bên ngoài 15 người. Và đồng thời em gửi kèm theo một cái địa chỉ đây, có số điện thoại em đây, xài hết bệnh điện thoại em mua nha. Đừng giới thiệu này không cho, không tội nghiệp em nha. Thôi bây giờ ai có nhận địa chỉ thì sẽ nhận được miếng cao. Rồi, gửi cho bà con người miếng nha, chia đều qua hai bên, gửi cho người lớn á. Cái này dưới 15 tuổi là em không có cho. Em nói trước nha, ai đau lưng nè, đau gai cột sống nè, ai đau thần kinh tọa, ai bị phong thấp đổ mồ hôi tay mồ hôi chân, chú bác anh chị nào bị tê đau khớp, đau thần kinh tọa, ai đau gai cột sống, xài rất hay.